tư trong doanh nghiệp của ba ba đầu tiên là tất cả các bạn các anh chị sức khỏe vui và luôn phúc cho cuộc sống nha. Và hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn các anh chị những cái mẫu xe bình dân phổ thông và đi rất là bền, giá cũng vừa phải, mềm bình dân. Và sau đây trước khi mình giới thiệu với chiếc xe số đó thì mình sẽ giới thiệu một chiếc xe tay ga, đó là chiếc xe Yamaha Novo 4 bánh mâm bánh đĩa, giá cũng mềm mềm. Em Yamaha Novo 4 này em nó mang biển số 50N1 52914, và với chiếc xe Yamaha Novo 4 này thì mình mong muốn bán với giá là 4.500.000 4.500.000 nha các bạn. Xe giấy tờ chỉnh chỉnh đầy đủ hết rồi, cảm ơn. Và kế nữa là một cái chiếc xe rất là phổ thông, rất là thông dụng, đó là chiếc xe Honda Way RS. Em này đã có cái màu đỏ đen bánh căm thắng đĩa. Honda Way RS là cái chiếc xe này đi cày rất là tốt các bạn, rất là bền, máy móc thì rất là êm. Xe này thì nó đi cày rất là tốt, thoải mái luôn, lòi đồng cối đá. Và chiếc này em nó mang biển số 51R3 7294. Đó, và với chiếc xe Way RS này thì mình mong muốn bán chiếc xe Way RS này với giá là 8.500.000 nha các bạn. 8.500.000 rất là bền. Và kế nữa là mình xin giới thiệu với các bạn các anh chị cũng một chiếc xe Honda Way RS. À, cũng là một chiếc xe Honda Way RS, nhưng mà chiếc này xe một đời chủ duy nhất nên chiếc này thì cái giá nó em nó cao hơn đó. Đó, chiếc này cũng là giống Way đó thôi, nhưng mà cái chiếc xe Way RS này được cái là chính chủ một đời chủ duy nhất và đầu nồi chưa rớt luôn, máy zin. Em này mang biển số 51L62825. Còn với chiếc xe Honda Way RS này thì mình mong muốn bán với giá là 13 triệu nha các bạn. 13 triệu rồi, mình xin cảm ơn. Và kế nữa là mình cũng xin giới thiệu với các bạn các anh chị một chiếc xe Honda Superin. Đây là chiếc xe Honda Superin màu nho, Honda Superin xe bấm điện còn nguyên nha các bạn, nói chung là một cái xe zin. Em này mang biển số 53Y51466. Và với chiếc xe Honda Superin này thì mình mong muốn bán với giá là 13.500.000 13.500.000 nha các bạn, 13.500.000 13.500.000 cho một chiếc xe Honda Superin. Giới thiệu với các bạn, các anh chị, chiếc xe Honda Way Alpha. Chiếc xe Honda Way Alpha này là quay lốc đen nha các bạn, quay lốc đen nhưng mà là bánh trong bánh đùm. Quay Alpha lốc đen, xe này thì cái máy nó cực êm luôn. Em này thì mang biển số là 59E1 24394. Và với chiếc xe Honda Way Alpha lốp đen này thì mình muốn bán với giá là 8.800.000 nha các bạn, 8.800.000. Rồi, đúng không? Còn kế nữa là mình xin giới thiệu với các bạn các gì chiếc xe Honda Superin đời 2013. Đây là chiếc xe Honda Superin mẫu sau cùng đó các bạn, bỏ mẫu. Đó, Honda Superin. Em này thì mang biển số là 59X1 46408. Và với chiếc xe Honda Superin này thì mình mong muốn bán với giá là 13 triệu, 13 triệu các bạn. Rồi, đúng không? Và kế nữa là một chiếc xe Honda Future X. Chiếc xe Honda Future X này là loại xe Honda Future X FI phun xăng điện tử, bánh mâm bánh đĩa,
xe còn khá là liền lạc, sạch đẹp. Đó, Honda Fit FE cũng cần điện tử, bánh mâm cánh đĩa, xe còn rất là mới liền lạc lắm.